Khi con người khổ đau cùng cực, cái mất mát của xã hội, nhưng quý vị lại có được một cái lớn vô cùng, đó là Phật Pháp. Rất nhiều người khổ đau là gặp Phật Pháp, khổ đau cùng cực gặp Phật Pháp. Những đứa gặp cái cô này hoa hậu, như đứa nói chuyện, như đứa nói một câu vậy nè: cô bây giờ cô rất đẹp, cô có nghĩ rằng một ngày nào cô còn xấu hơn một con người bình thường không? Cô tin không? Thì cô này cô nói rằng con tin. Mà cô biết vì sao cô xấu hơn người bình thường không? Vì cô có cái sắc đẹp nên cô quảng cáo chương trình này chương trình kia, bản đồ hở hang, cái phước cô xài qua chỗ đó hết. Sau này khi cô cao ráo mà cô mà xấu là nó lạ lắm. Vì những đức nuôi mấy bà già, những đức nhìn thấy nhiều bà mà ngày xưa còn con gái cao ráo đẹp, dáng dốc đẹp, nhưng mà khi bà xấu ác đạn lắm, là cái lưng bà nó gồm xuống, rồi cái mông ở phía sau nó chổng lên, đi ra con vịt vậy đó. Nó nhìn trầu ô, nó te tu tả tơ. Nên những đức nói bây giờ cô có đẹp cỡ nào đẹp đi chăng nữa, nếu mà cô không gầy dựng cái tâm giải thoát, không gầy dựng niệm Phật, là những đức nói một ngày nào cô vẫn là tả tơ te tu tàn tạ, chứ không có cái gì đặc biệt cái gì. Nhớ. Nên từ nơi đó mà con người cần tích tụ cái nguồn năng lượng. Con người khi mà tích tụ cái nguồn năng lượng mà cao, quý vị, con người bị nó hừng hực à. Trời, cái hội chúng mà nhà đức giảng pháp, tại âm thanh ở đây nó không hay ấy, chứ chưa gặp độ á. Đó. Cái người mà nghe nhà đức chia sẻ Phật pháp chủ nhật, quý vị chưa thấy cái hội chúng của mình đâu. Người ta ngoài đời á, mỗi ngày ta nghe nhà đức giảng hai bài giảng, một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc á, người ta lợi, người ta nghe pháp như đức ta hừng hực cái tâm vậy đó. Có nhiều người nói một câu rằng quý vị ở đây bị còn vô phước hơn người ta nữa. Người ta ngoài đời mà ta còn nghe được hai bài pháp, tất cả bài pháp như đức bỏ lên là ta được nghe hết, ta hừng hực cái tâm ta vậy đó. Quý vị đây không được nghe hai bài pháp, quý vị tự mà cố gắng, hiểu chưa? Đây là nói cho quý vị nghe 100% đó. Hai bài pháp đó cực kỳ quan trọng. Quý vị coi ngày lễ mà người ta có thể đi đến đây gần 20.000 người là từ đâu ra? Mấy bài pháp như đức giảng mà ra, chứ đâu. Trời ơi, đừng có bao giờ nói rằng ông thầy nói chuyện đơn giản, nói tào lao bất xế, bậy. Nghe kỹ đi. Bao nhiêu con người nghe những đức họ đều nói câu: tuy thầy giảng như vậy mà bên trong nó có rất nhiều cái ý thức tư tưởng sâu sắc bên trong. Khi nghe kỹ rồi, mỗi ngày tâm trạng vừa buồn, bực bội, phiền não cái gì là nghe một phát giải tỏa liền. Rất là nhiều người, không biết bao nhiêu người gặp những đức nói câu là: con vừa phiền não một cái gì, vừa không cởi mở được, là sáng mai thầy giảng một phát là cởi mở liền cái tâm. Kinh chưa? Nó đi vào trọng tâm, và con người chúng ta nhìn ra được, nhìn ra được cái căn tính của mình, căn tính của người. Nên nói cái việc cực kỳ đơn giản như cái nhà này nè, mà quý vị ngồi số lượng này mà giảng mà không vô bị nghe được mới sợ. Nhà này khó giảng lắm. Khi mà cái hội chúng đông lễ thì giảng hay lắm, nó đông người âm thanh nó đỡ vang. Còn gặp mà cái nhà này mà không biết chỉnh âm thanh cực kỳ khó giảng luôn. Nó vang khó giảng lắm, giảng có vô mà người nghe nó không có đi sâu vào một điểm của mình, mà nó bay xung quanh vậy đó. Đó. Nên đòi hỏi là cái chúng mà nghe pháp á, mình nhìn xuống, mình nhìn họ có năng lượng hay không, nhìn cũng biết nữa. Họ không có tích tụ nguồn năng lượng cao là do quý vị không có tâm hừng hực, cái tâm giải thoát. Cần phải là gầy dựng mình hừng hực cái tâm lên. Tại vì bản thân mình mà không gầy dựng mình, ai gầy dựng cho mình đây? Những đức nói rằng bây giờ người ta cười với mình để mình cười lại, tại sao bản thân mình không phát huy mình phải cười? Chờ người ta cười với mình à? Cuộc đời mình cho chờ người ta cho mình niềm vui hả? Tại sao mình không gầy dựng niềm vui đi? Sao mình không chân thật gầy dựng niềm vui đi?
mình chờ người ta cho mình niềm vui. Nếu như bạn hiểu nguyên lý này thì đúng là bạn nói bạn đi tu là mục tiêu giải thoát, đúng rồi đó. Tại vì niềm vui này là bạn cho bạn nè. Phật pháp là gì? Phật nói tự đúc đúc mà đi, phải là tự cho mình không? Người ta chỉ là chỉ mình phương pháp, còn bản thân của mình phải gầy dựng. Quý vị biết rằng những bài giảng này mà nói mà nghe mà âm thanh mà rõ mà đặc biệt tới quý vị, quý vị thấy nó hừng hực cái tâm lên vậy đó. Tại vì cái tâm những đức mà mỗi ngày niệm Phật mà nó rèn mình, mà nó gây dựng cho mình, mà nó nhắc nhở mình cuộc đời này vô thường lắm mày ơi. Cái danh cái lợi trước mắt vậy đó, nhưng mà nó chở như bàn tay vậy đó. Và con người đến với con người nó hai mặt sống như bàn tay vậy đó quý vị. Tuy có khi gặp mặt nhau cười một cái vậy đó, mà sau lưng chọt, nó không thật đâu quý vị à. Trong cái cõi này mình không phải quơ đũa cả nắm, chứ đa phần là con người sống với nhau hai mặt quý vị à. Cái gì mà lợi ích được thì mới dùng, còn thử quý vị mà không được lợi ích đi là người ta phế bỏ quý vị liền. Những đức nói 100% cõi đời này đừng có thất vọng ai hết á. Nó là như vậy mới gọi là cõi đời, mới gọi là ngũ trược ác thế. Nên những đức nói cho quý vị nghe chứ, mình sống làm sao để lương tâm mình nó thoải mái, nó đặc biệt. Như bản thân những đức, ai mà đến với những đức có cái chữ tín, có chữ quân tử là những đức có bỏ mạng cũng không từ nan. Đừng có đến với nhau mà hai mặt, đừng có đến với nhau chỉ chi cầu lợi ích thôi, bậy quá. Cái lợi ích trong cõi đời này, quý vị xin thưa với quý vị nè, nó có tồn tại gì đâu mà bị chi cầu dữ à. Trời ơi, chương trình khiếm thị, những đức kêu người ta cho tiền người mù đi, cứ cho tiền người mù đi. Tôi hiểu rồi, chỉ cần một lời nói của mình thôi, để cho người ta cho tiền người mù thôi, tự nhiên á, nó cũng thấy đặc biệt. Một lời nói mình kêu người ta cho tiền người mù đi mà nó cũng đặc biệt. Chứ bản thân mình có cơm ăn rồi, đưa mình thêm làm gì? Ta không có cơm ăn mà. Nên tại sao quý vị biết những đức bình an không? Vì cái tâm những đức nói vậy đó. Những đức nói thật quý vị biết chứ, bây giờ những đức tu hành, tiền những đức có được ăn chợ muốn lấy đi, lấy được thì cứ lấy, mắc chỗ này có chỗ khác, 100% luôn, phải tin chỗ này. Mày lấy được mày lấy đi, nếu mày có phước đó mày cứ lấy đi có sao đâu, hơi sức đâu mà nặng nề phiền phức. Để chút định tiền nó làm chương trình khiếm thị đó, mày lấy được lấy đi, lấy được mai khỏi cho, xong chuyện rồi, khỏe re. Con người mình sống trong cuộc đời này cái gì mình cũng quá bận tâm, nặng nề quá ấy. Nó chỉ có một cái mạng thôi chứ có gì đâu, nó chỉ có một cái mạng thôi chứ có gì đâu. Nếu như quý vị mà tu vậy là quý vị có sự an lạc liền, còn nếu không thì tiếp tục cũng bận tâm lo âu đủ chuyện hết. Những đức xin thưa quý vị chứ, những đức hết lòng hết dạ với chúng mà. Qua cái đời những đức nói như thế nào đó là cái chuyện của tùy duyên. Qua đời mình cái chuyện gì đó tùy duyên, còn trong đời mình cực lực hết mình nhiệt tình, còn qua đời mình không phải phạm vi của mình, muốn như thế nào đó là tùy phước duyên của chúng sanh mà được hưởng. Đừng có đặt vấn đề nặng nề lo âu nhiều thứ nữa. Nên tất cả những người làm cha làm mẹ nghe lời những đức nè, quý vị mà làm cha làm mẹ mà sống vui, sống tự tại, sống an lạc, học Phật niệm Phật cầu giải thoát là hoàn toàn con quý vị sẽ tốt. Bây giờ những đức là một ông thầy hướng dẫn quý vị, mỗi ngày những đức đều nặng nề âu sầu buồn bã. Những đức nói bị nghe không? Đố quý vị đi nghe những đức, ai mà nghe làm gì? Ông khổ quá mà học theo ông gì? Không bao giờ ai học mình hết chứ. Chỉ cần quý vị vui vẻ, tự tại, an lạc, không kêu nó học, nó cũng học. Khỏi kêu học, nó cũng học nữa. Nó đi theo ông này, con đường này đặc biệt quá, vui vẻ, an lạc, tự tại quá, tự nó học. Còn mình mỗi ngày nặng nề, buồn phiền, lo âu, sợ hãi, đủ chuyện, nó không bao giờ học mình.
kêu nó học nó cũng không học nữa. Vì sao? Không ai đi học người vậy làm gì. Nên con đường này cái lý của nó rõ ràng rồi. Mấy anh em nghe gì mấy anh em thấy không? Bây giờ mấy anh em xuất gia này, mấy anh em chỉ cần làm việc gì cực lực làm, nhiệt tình hết mình, niệm Phật. Gặp người một cái là gương mặt mấy anh em A Di Đà Phật. Vậy thôi là người ta kết mấy anh em rồi đó. Bây giờ mấy anh em kêu ta đừng có học tôi, người ta cũng đè người ta học. Học mà nó đè. Vì đông người quá nên nó đè nó học, nó giành giật nó học. Còn mà mỗi ngày mấy anh em đi đâu cái mặt cũng những đức hỏi mấy anh em nói cái sự an lạc của Phật Pháp ai tin? Ai tin mấy anh em? Rồi ai học? Trời ơi, chùa tổ chức với Quan Âm mà 20.000 người người ta về là người ta phải an lạc người ta mới về. Nó về chùa an lạc vui vẻ ta mới về. Còn về đây mà phiền não về làm gì? Về một lần nó trốn sạch nhất, không có một con mắm về nữa. Nó chỉ có con người, người ta phải về người ta an lạc người ta vui. Bây giờ những đức chia sẻ Phật Pháp gì nè, gương mặt quý vị dưới tươi rối à, vì mới nghe chứ, đúng không? Bây giờ từng nào quý vị lên đây những đứa cũng chửi quý vị chứ nha. Từng nào lên đây những đứa cũng rồi. Bây giờ mai mốt mấy anh em chuẩn bị đi, chuẩn bị để mà tới giờ giảng mấy anh em phải đi gom, giống như cầm cây ngày xưa mà đuổi nguyên bài dịch vậy đó, lùa lùa lùa. Mà nó cũng kiếm đường nó lọt, nó chui ra nó trốn, chứ đừng có mong mà nó lên đây. Quý vị coi tới cái giờ giảng ta lên y già trẻ gì sách gói chạy du. Bữa nay thầy giảng nhưng họ vui. Nói mấy anh em đâu có đi bắt buộc họ đâu, họ tự lên đó thấy chưa. Bên nào cũng vậy, họ phái mà đó, rõ ràng không? Cái việc những đức giảng mấy anh em hãy ý đi thì biết liền gì đâu đó. Cái nguyên lý của độ người là mình á, cái nguyên lý của độ người là độ mình á, là bản thân mình vui vẻ mới độ người. Mình không vui thì sao độ người ta? Bây giờ thí dụ như bây giờ người ta đi đến chùa mình, có ai đi xin tiền ta không? Không. Thì người ta nói không nhận. Đi đến chùa này là ai nghe, chưa có ai mà xin tiền hết chứ nghe, ngộ ghê, đặc biệt tôi đi đến đó đó. Vậy mà đến nó cúng á. Ồ, nó lạ vậy nó cúng đó. Nó nên á, mấy anh em nghe gì rồi, cuộc đời tu của mấy anh em là gì? Mấy anh em cười đi, cứ cười đi là độ người đó. Trời ơi, vì sao thế giới cực lạc nhiều người muốn về? Vì thế giới cực lạc vui, đúng không? Thế giới cực lạc vui, người ta ngồi người ta chơi với nhau người ta vui. Nó bậc thượng thiện ngồi với nhau đàm đạo vui vẻ, nên người ta mới về thế giới cực lạc. Bây giờ tất cả người chúng trong chùa mình á, ai đến chùa tu cũng nhìn quý vị vui đi, là người ta sẽ thích đi về đây à. Còn người ta đi về đây mà ta gặp quý vị mà người nào người nấy một lần đến đố mà đến nữa, không có đến đâu. Trời ơi, cái này là đơn giản thôi. Nên bây giờ quý thầy quý sư cô chùa mình tu độ người ta là cái gì? Là cười á. Tập cười cho nhiều thì con người dễ tính. Khi con người mình vui vẻ dễ tính, tâm lượng mình sẽ mở rộng ra. Còn khi con người mình buồn phiền, tâm lượng mình sẽ hẹp lại. Và khi buồn phiền rồi nó lo đủ thứ chứ. Những đức đã từng nói mà, buồn là tất cả nỗi buồn quy về một gốc, vui là tất cả niềm vui quy về một chỗ. Đó. Người vui lại thường vui, người buồn lại thường buồn. Nó quan ổn cho người mỗi ngày đi buồn, vui sướng vô cùng, mừng cho người mỗi ngày được vui. À, quan ổn sống trong cuộc đời này đi buồn. Tại vì buồn mỗi ngày rồi cũng chết. Mà người buồn đa phần chết đi đâu? Đó, đa phần là người buồn thường ngày chết là đi đọ vì buồn. Quý vị coi tam đồ ác đạo là cái gì? Là buồn.
Cõi giờ là cái gì? Vui. Cõi giờ là vui đó. Cực lạc là nó thoát khỏi cái buồn và vui luôn, nên mới nói là cung cực an lạc, nó không bị chói buộc luôn. Nó nên mỗi một con người mình sống mỗi ngày phải nhớ là cái tần số của mình nó phải cao lên. Tần số cao vì người lên, niệm niệm vì người mạnh lên. Cái tâm niệm niệm vì người nó phải cực kỳ mạnh thì quý vị an lạc vui liền à. Đó. Nên mỗi ngày mà trời ơi mình niệm một câu Phật hiệu cũng vì người ta mà niệm, là tự nhiên cái lương tâm mình nó vui liền. Giờ quý vị ngồi chỗ nào gốc cây nào vì niệm Phật đi, vì cũng vui nữa. Có khi mà cái tâm trạng như Đức nó vui á quý vị. Đây là cái cảm nhận chính mình rõ ràng 100% luôn nè. Khi nó vui là tự nhiên đi ngang cái cây, tự nhiên mình vỗ vỗ với cái cây à, bạn chào bạn nghe, đứng đây cố gắng niệm Phật nghe. Mà nói giống thằng khùng vậy. Người ta mà đứng từ xa hoặc đứng sau lưng mình ta nói bị khùng ơi, trời ơi. Tự nhiên vỗ cây nói chuyện kỳ cục quá. Hồi nãy như Đức vô phòng gặp một con cóc, cóc trong phòng anh nằm im ru ngay cái máy niệm Phật. Như Đức nói ủa con vô đây niệm Phật hả? Ở niệm Phật đi, giờ quy y luôn nghe. Đang niệm Phật sanh lạc nghe bạn. Những Đức chắp tay lên, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Nhưng người ta bình thường ta gặp cóc ta đuổi ra ngoài đúng không? Cái này tự nhiên mình gặp con cóc mà mình nói chuyện với nó giống khùng vậy. Nói ủa bạn vô đây niệm Phật hả? Vô đây niệm Phật phải không? Ờ con cứ nằm đó đi, cứ nằm đó niệm Phật đi nghe. Đọc tam quy y nghe không? Rồi con cố gắng niệm Phật sanh cực lạc nghe không? Vì cực lạc á thọ mạng vô lượng đẹp chứ không phải xấu xí như con da cóc gì đâu nghe. Rồi đọc tam quy xong niệm Phật vài câu và anh nghe. Những Đức bận áo Những Đức đi, anh nằm im gu. Quý vị thấy không, cái người mình tu an lạc á, mình đối với con vật mà mình coi như con người vậy đó, chứ mình có gì đâu, nặng nề đâu đó. Mà cái an lạc á nó phải cảm giác được vậy đó. Khi nó an lạc rồi bị đi ngang một loài hoa, tại vì nhìn hoa đẹp lắm. Mấy vị đang bực bội bị gặp hoa mà nói nè, đi ra chỗ khác xấu. Cái tâm mình mà nó buồn rồi cái cảnh vật cái gì cũng xấu. Nên con người tu hành của mình là rèn được một cái tâm an. Cái này là cái cực kỳ quan trọng luôn. Thí dụ như bây giờ đi, có một lần con mắt Những Đức nó bị sưng con mắt lên. Một đêm một vậy đó mà Những Đức cứ so mắt vậy nè. Thôi nghe, đừng có sưng quá nghe không, đừng có làm phiền nhau nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vậy mà sáng mai nó trở lại tương đối 80%. Kinh khủng không? Nên khi con người mình mà lâu lâu bị bệnh đó quý vị, cái tâm trạng của người mình nó phải được nuôi dưỡng những cái thể chất đó lại. Cái sự an lạc của nội tâm mình nói vậy nè. Ồ, nhờ mình tu nên bữa nay cái bệnh này nó đến với mình là chuyển được cái nghiệp nặng trả cái qua báo thế gian. Nhớ nghe, chuyển cái nghiệp nặng trả cái qua báo thế gian. Nhớ, mình nói với lương tâm mình vậy đó thì con người mình nó nhẹ xuống hoàn toàn liền. Nhẹ xuống hoàn toàn. Giống như có một cái cô sáng cô dẫn một người con trai đến. Con trai cô cũng bị hư tệ nạn một chút. Cô buồn ghê. Nhưng Đức nói cô một câu vậy nè. Bây giờ cô muốn giúp cho thằng con trai cô sau này nó trở thành người tốt không? Dạ muốn thầy, muốn chứ. Trước nhất cô đem cái tâm của cô trụ vào A Di Đà Phật á. Thì nhờ cái đức của A Di Đà Phật, cái nguyện của A Di Đà Phật nó mới bao trùm con trai cô. Còn nếu như cô đem cái tâm cô mà đặt vào cái tâm con trai cô thì nó phát triển cái sự hư của con trai cô ra. Nó phát triển cái hư con trai cô ra. Giống như bây giờ cô đem nước mà cô tưới vào cái loài hoa mà sẽ có quả thì chắc chắn cô hưởng được quả. Nhưng nếu cô đem nước mà cô tưới vào cái cây gai gốc mà không bao giờ có quả thì làm sao cô có quả mà ăn? Thấy chưa?
Nên khi gia đình mình có người hư, người không chịu tu, người quậy, thì mình phải đem cái tâm của mình nghĩ A Di Đà Phật. Khi mình đem cái tâm mình nghĩ A Di Đà Phật thì nó có một cái lợi ích như vậy nè, cực kỳ lớn luôn. Là lợi ích gì? Là cái lợi ích là quý vị cảm giác như quý vị không có bị nặng nề gì họ nữa. Cái cảm giác như quý vị không bị họ chói buộc gì luôn. Rồi tự nhiên quý vị thấy tội nghiệp họ lắm, rồi quý vị hoàn toàn tha thứ cho họ hết. Cái trạng thái của nội tâm này nghe quý vị cảm hóa liền. Và tự nhiên con người đó nghe quý vị, họ quay lại họ hỏi quý vị: trời ơi, vì sao mà làm được gì hay chứ ạ? Trong khi con hay vợ hay chồng làm những việc trái tay gai mắt như vậy mà vẫn giữ được cái tâm này, làm sao mà hay dữ vậy? Thì lúc đó mình nói rằng: tại vì tôi gặp được Phật Pháp, tôi mỗi ngày niệm Phật, tôi cầu giải thoát, đó là con đường của tôi đang đi. Còn mấy người đang đi con đường của mấy người, bây giờ có nói mấy người cũng không nghe. Thôi như vậy thì sống ở cuộc đời có thể chia cho nhau cơm ăn áo bằng, nhưng khi một hơi thở thở ra, không hít vào, thì đường ai nấy đi. Đó, hiểu mà. Mình có thể nấu cho họ ăn buổi cơm, mình có thể may cho họ một bộ đồ, nhưng mà cái chuyện tu hành là cuối cuộc đời là đường ai nấy đi. Tùy quý vị, nếu như chúng ta cùng đường đi về cực lạc thì chúng ta phải phát tâm vui vẻ an lạc niệm Phật, sống trong cuộc đời này đừng có bị chói buộc sự buồn phiền khổ đau. Thì cái tâm đó của quý vị hiện tại ở cõi đời, nhưng quý vị đã có sự an lạc của Tây Phương, vậy thì quá đặc biệt rồi. Bây giờ mình mỗi ngày cầu sanh cực lạc mà mình bị quá nhiều sự chói buộc. Quý vị hỏi Nhân Đức: như vậy thì thầy làm bao nhiêu chuyện vậy, có khi thầy bị phiền não không? Có, có, nhưng mà cực kỳ ít, thời gian rất là ngắn là Nhân Đức xả liền, không bao giờ để lâu. Có nhưng rất ít, và xả ra cực kỳ nhanh. Có người hỏi Nhân Đức: dạ thưa thầy, thầy lo cho bao nhiêu con người vậy, thầy có bao giờ sợ không có tiền lo cho họ không? Nhân Đức nói: không có sợ chuyện này, chuyện này không sợ một chút luôn. Ủa sao kỳ vậy, nhà con có mấy người mà con sợ không có tiền, mà sao thầy đông vậy mà thầy không sợ? Nhân Đức nói: trong cuộc đời này ai cũng chết một lần, nếu như không có tiền không có gạo ăn thì tự nhiên chúng ta chết một lúc đông gì vui. Sự sinh tồn của con người có gì phải lo nặng nề quá. Quý vị nhớ, sự sinh tồn của con người có gì quý vị phải nặng nề quá vậy? Nhân Đức nói với quý vị nghe, có những người người ta giàu sang có địa vị, người ta đặt để con người ta vào đống vàng để ngồi, như vậy mà con người ta nó bò qua đống cức để ngồi. Nó đống cức cho nó dễ hiểu. Đó. Có không? Trong cuộc đời này có không? Có nhiều người có chức phận, có địa vị, người ta đặt con người ta vào đống vàng á, đặt con người ta vào một địa vị ngon lành á, nhưng mà cuối cùng nó bò qua đống phân nó ngồi. Vì coi có không? Đừng có nói quý vị nó đặt người ta là được vị, chưa chắc đâu quý vị à. Con người nó có phần số. Muốn được như ai đó thì mình phải học tư tưởng của người ta, thì quý vị mới thành hình ra giống hệt như vậy. Còn không học tư tưởng mà muốn lấy để dùng liền, đố mà được. Không bao giờ lấy hình thức bên ngoài mà dùng liền được đâu quý vị à. Thí dụ như giờ Hòa Thượng mình ngày xây chùa cao Phật lớn như vậy, quý vị muốn xây chùa như Ngài thì mình, quý vị phải hoàn toàn lấy tư tưởng của Ngài, thì quý vị sẽ tương lai xây được chùa. Tư tưởng là cực kỳ quan trọng. Còn những đức nuôi người già, quý vị muốn nuôi được người già gì, là phải lấy tư tưởng của những đức nuôi người già mà học, thì tức khắc sự hình thành về sau của quý vị y ran như những gì những đức làm. Còn bây giờ mình muốn niệm Phật giảng sanh thì bản thân mình phải niệm A Di Đà Phật. Phật A Di Đà Ngài nói rằng: niệm ta ta rước. Đức Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ niệm A Di Đà Phật: niệm ta ta rước. Vậy thì mình cứ niệm A Di Đà Phật, mình chân thật mình niệm A Di Đà Phật, mình cứ tin đi, Phật nói là mình tin, niệm Phật đi, cả đời mình siêng năng niệm Phật, chừng nào thọ mạng đến Phật A Di Đà đến rước mình về cực lạc, vậy thôi. Đó là tư tưởng đó quý vị, nghe không? Đó, những điều Nhân Đức chia sẻ cho chúng trong chùa mình, mỗi người phải tự cố gắng
Không ai cố gắng giùm mình đâu. Trời ơi, lúc còn sống chia cho nhau cơm ăn áo bận, nhưng khi chết bệnh đau chỉ có một mình à. Nhưng Đức hỏi vị, khi vị nhức đầu có ai nhức phụ không? Khi vị đau bụng có ai đau phụ không? Khi vị bị tiêu chảy có ai tiêu chảy phụ không? Đố ai tiêu chảy phụ? Đó là bệnh thôi đó nghe. Còn khi cặn tử nghiệp, lúc còn sống hai chồng: anh thương em nhiều lắm á, em cũng thương anh nhiều nhiều lắm á. Trời ơi, thấy ghê, nghe vẫn ốc mình. Khi bệnh đau rồi, mình nằm mình làm gì nè: anh em sắp chết rồi anh ơi, em thở không nổi rồi anh ơi. Chồng nó nói chuyện này bó tay. Bó tay em ơi, anh cũng đau lòng lắm, nhưng mà chuyện này anh không giải quyết được em ơi. Hiểu không? Rồi thí dụ như chồng mình là bác sĩ giỏi vô cùng, mà vợ thì hấp hối gần chết, chồng dùng đủ cách để cấp cứu, nhưng cuối cùng vợ chết queo. Chồng nói rằng: tôi là bác sĩ nè, tôi là bác sĩ cứu bao nhiêu con người, vậy mà người thân tôi, vợ tôi không cứu được. Tại sao? Tôi quán hận với cái nghề của tôi. Bậy. Bạn cứu được bao nhiêu con người là do vì những con người đó thọ mạng chưa hết. Còn vợ chồng người thân bạn là thọ mạng hết. Nếu như bạn cứu được thì từ xưa tới nay, tại sao nhiều ông vua từ trẻ mà chết? Ông vua không có thiếu thuốc không? Tất cả linh chi diệu dược, thuốc tốt thuốc ngon, cái gì cũng đem cho ông vua thuốc bổ, cái loại ngon gì cũng đem cho ông vua. Nhưng mà tại sao quý vị coi lịch sử, nhiều ông vua chết sớm, chết trẻ lắm? Là vì sao? Vì ông xài phước nhiều quá. Khi hết phước rồi thì thọ mạng đến lúc ông phải chết, không có một bác sĩ nào trị được hết. Bác sĩ chỉ trị cái bệnh mà thọ mạng còn. Cái thọ mạng mà còn trị không trị nó cũng sống. Trị không trị vẫn phải sống. Còn cái thọ mạng khi hết, quý vị có trị cỡ nào, nó chết nó phải chết. Có những người nói một câu nè: ôi ôi, hôm qua nghe bệnh, ông thầy Đức ông bệnh mà tranh thủ đi cấp cứu à, gặp mà không kịp là chết queo rồi đó nha. Cấp cứu ông không sống à. Lần sau ông không có nặng như lần trước, cũng chạy đi cấp cứu, vậy mà ông chết queo rồi. Lần trước là vì thọ mạng ông chưa có hết nên cấp cứu nó mới sống. Lần sau thọ mạng hết, dù cấp gì cũng chết. Phải tin chỗ này. Tin được chỗ này rồi thì rèn mình chứ sao. Có cụ rèn mình liền gì đâu, đúng không? Thử đi. Bây giờ bệnh đau nằm đó, ăn cháo ăn không được cũng nằm đó đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Là quý thầy là: à cụ sao cụ? À, sao mà cụ nay thấy trong người sao cụ? Con rất là mệt, cụ muốn cần uống thuốc men gì đi trị bệnh đâu? Không, con chỉ có mục tiêu niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi thầy ơi. Thầy cứ để cho con niệm Phật đi thầy. À, cụ có ăn cháo gì được không? Dạ con nãy ăn có 2 muỗng á thầy. Đem lại 1 chén mà ăn được có 2 muỗng cháo thôi. Nhưng mà thầy cứ để cho con niệm Phật đi thầy. Nằm đó: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 2-3 ngày sau tự nhiên thầy lại hỏi: ô cụ nay sao, thấy cụ nay khỏe nghe. Khỏe hả thầy? Qua chết rồi. Thế tỉnh veo thầy coi nè. Trời ơi, nay ăn cháo được chưa? Ăn cơm luôn rồi, ăn được chén rưỡi cơm rồi, khỏe rồi đó. Rồi quý vị sẽ tin Phật, sẽ tin Phật cao thêm, hiểu không?
Còn nếu như cái lúc đó mà thỏa mãn đến lúc thì sao? Thì lúc đó nhờ cái tín nguyện đó mà Phật A Di Đà ngài đem đài sen xuống. Thấy hạnh phúc chưa? Con đường nào cũng ngon chứ nha. Một là thỏa mãn đến, mà niệm Phật gì thì Phật A Di Đà cầm đài sen xuống, Đức Quan Âm Bồ Tát cầm cam lồ rưới trên đầu. Thấy chưa? Nó Quan Âm cầm cam lồ rưới nơi đầu, Thế Chí cầm kim đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngụ trượt, khoảnh tay co duỗi đã đến liền trì rồi. Đặc biệt không? Đó là tín nguyện niệm Phật. Còn nếu như giờ bạn không gầy dựng tín nguyện niệm Phật mà thọ mạng chưa hết, bạn dùng thuốc, bạn trị bệnh, thì lòng tin của bạn dành cho Phật giảm lại. Lòng tin của bạn dành cho Phật giảm lại, mà lần sau thọ mạng đến bạn không tiếp tục đi con đường y gan lần trước, thì lòng tin bạn đã giảm cho Phật A Di Đà, mà bạn lại dùng thuốc, bạn tin vào bác sĩ, thì cuối cùng bạn mắc phần giảng sanh. Phải không? Phân tích rất là kỹ cho bị nghe đó. Trời ơi, phân tích kỹ như vậy mà không chịu nghe, không chịu nghe coi chừng le lử đó. Đừng nói chuyện dẫn chơ. Nè, chính bản thân Như Đức nè, thí nghiệm nè. Khi mà mình dịch bệnh, Như Đức có chích vaccine đâu. Nè, nè, đang ngồi đây nè. Thấy chưa? Bị dính dịch không? Dính. Mà dịch Những Đức là dịch gì? Dịch Chúa. Người ta là dịch sim, còn Những Đức là dịch Chúa. Ghê chưa? Ôi ôi, lúc đó nghe cô Chính nè, nhiều anh em bên cạnh nói chắc thầy Đức chuyện này qua không xong, không khỏi. Thấy ông yếu quá, Nhất nằm như Đức ai với đâu. Nó quay quần hết. Ai gì đâu. Cô Chính cứ vô hỏi thầy, thế coi dùng miếng thuốc gì thì thầy đã hỗ trợ nó. Không, để tôi niệm Phật, đừng có nói thuốc men với tôi. Ai gì đâu Phật. Vậy mà một tuần khỏe lại. Ghê không? Tuần khỏe lại, đâu có chết. Chết sao ngồi đây? Thấy chưa? Rõ ràng nè. Bởi lòng tin Phật nó mạnh lên, vì rõ ràng thí nghiệm mà. Bây giờ mình đã quyết tâm là mình đời này mình nhất định mình phải chết thôi. Bây giờ thí nghiệm thử coi sao. Rõ ràng thọ mạng chưa hết, không chết nè. Chết sao ngồi đây? Không, nên từ nơi đó quý vị phải tin chỗ này nghe. Phải tin. Nên người niệm Phật, Ấn Tổ nói người niệm Phật khi gặp bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết được Phật A Di Đà tiếp dẫn nhãn sanh. Nhớ cái câu này. Vậy mà có cái ông kia nói, dạ thưa thầy, bệnh đau thì không uống thuốc niệm Phật được, nhưng nếu lỡ đứt tay đứt chân mà máu chảy tuôn tuôn người sao? Đức nó đi cầm máu, đi qua bệnh viện cho người ta cầm máu cho nó đừng có chảy máu. Cái chuyện này bác sĩ làm được, đúng không? Cái này là cái bên ngoài da, máu nó chảy tuôn thì cứ cầm. Chứ để nó chảy hết máu thì sao? Nó chảy hết máu nó cũng không có chết, nhưng mà ăn lại lấy máu lâu, nên cầm máu vẫn là tốt, đúng không? Cái đây là bác sĩ nhờ người ta được đó, hiểu không? Nhờ bác sĩ cầm máu giùm cái bác sĩ, mới bị cái kim đâm máu chảy nhiều quá bác sĩ ơi. Hiểu không? Đó, nên mấy cái đó là được, đâu có sao đâu, hiểu không? Hoặc là mình nổi có một u mà nó đau gì đâu, đau nằm không được, ngồi không yên. Cái một u gì đâu mà nó hành hạ lên vờ xuống guồng, thấy không? Mình qua nhờ bác sĩ nặng giùm cái. Bác sĩ nặng cái cho nó xong bước cho rồi đi, hiểu không? Một u mà mình làm thì cũng hết thôi, cho nó mau hết chút đi, mình đi làm việc. Cái chuyện này nó có dính dáng cái chuyện quá quan trọng. Nhưng mà ung thư thì sao? Không trị được không? Ung thư mà bên trong mà trị chi? Niệm Phật ung thư là túc nghiệp, hiểu không?
hoặc là mình bị sida tốt nghiệp, bị ho lao tốt nghiệp, những cái bệnh đau này niệm Phật, quyết tâm niệm Phật. Mấy cái bệnh đau mà gọi là chết đó, là niệm Phật. Còn cái ngoài da như là bị chảy tay, chảy chân, chảy máu, mình đi cầm máu liền, chứ để làm chi cho nó chảy máu, ăn nó lâu lấy máu lại lắm, hiểu chưa? Nó cái đó là cần nhờ bác sĩ đó. Đó mấy anh em nghe rất rõ ràng phải không? Nó hoặc là mình bị gãy tay, mình gãy tay, bây giờ mấy anh em để nó cũng lành, nhưng mà mình lỡ cho người ta sửa cái đi, chặt tay rồi đó. Mình đi mình té cái ít tay mình tự nhiên, sao tay sao nay kỳ quá, lỡ chú tay hôm qua té, bé là giùm, thì người ta nắng mình, rồi xong, ngon quá, về làm việc liền. Cái này là chặt tay mình đi sửa giùm cái đi, chứ mình nói không, không uống thuốc, không trị luôn, mình nằm đó làm chi cho nó ghen, trời ơi sao đau quá. Cái này là đi sửa được, làm đi. Còn như vụ bác sĩ người ta khám này, thầy bị ung thư máu á thầy ơi. Gì? Ung thư máu. Thôi chào bác sĩ tôi về. Kỳ chậu. Thầy này kỳ cũng ghê. Tự nhiên khám bệnh ổng là ổng bị ung thư máu thì ông chào mình ông gì. Xong thấy bác sĩ người ta ngơ ngác không biết. Bác sĩ ơi, thầy niệm Phật sanh cực lạc, nói mấy cái bệnh này thầy không có nhờ bác sĩ được, không để cho thầy tự giải quyết. Ủa thầy giải quyết thì sao? Để thầy giải quyết cái chuyện của thầy. Cảm ơn bác sĩ nghe. Thầy về nghe bác sĩ. Được không? Mà đi dọc đường cười miếm miếm hoài à. Đi dọc đường cứ cười miếm 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 vậy nè. Mình về mình gặp nhiều người trong chùa nói: Nhân Lăng ơi, ung thư máu à, bác sĩ mới báo cho ung thư máu à, ung thư thời kỳ cuối á. Ủa trời, sao huynh, sao huynh ung thư mà sao huynh vui vậy? Thì vui, ung thư không vui chứ cái gì vui. Ung thư là một cái bản án báo tin cho mình biết là mình sắp sửa về cực lạc nên mừng. Nghe chưa? Từ hôm nay sẽ càng dũng mãnh hơn. Những việc gì lúc trước chưa buông xả được thì bữa nay phải xả. Tiền bạc còn giữ phải xài cho hết liền, để mai mốt chết không có cơ hội xài. Việc thiện phước duyên gì cần làm liền. Tại vì sao? Ung thư rồi, không còn bao lâu nữa đâu. Đó, thấy không? Hay ghê chưa? Lúc trước buồn người ta 3 ngày, bây giờ chỉ cần buồn một niệm thôi. Vì sao? Ung thư rồi, không có buồn lâu nữa. Hay không? Nên tất cả những người mà mang bệnh ung thư nghe câu này đi. Ung thư mà càng buồn thì càng mau chết, mà chết còn đi đọa lạc. Đã mang bệnh ung thư rồi thì đừng có buồn nữa, vì sắp chết rồi, buồn chi? Hiểu không? Đừng có lo nhiều thứ nữa, bây giờ lo cho cái mạng mình trước nè. Nè, thôi tất cả việc tôi đều buông xuống hết. Vì sao? Ung thư rồi. Thấy tự tại chưa? Nên tất cả những người mà mang bệnh ung thư muốn mình mau khỏe không? Muốn, vui đi. Vui đi, nó mau khỏe. Khi thấy Tự Tất Đạt Đa ngày là một người quyền quý, mà khi ngài đi 4 cửa thành, ngài nhìn thấy cái việc mà sinh già bệnh chết là tự nhiên người ta giác ngộ để phát tâm đi tu, để hướng đến chỗ giải thoát. Mà đó là bậc quyền quý nha, có địa vị, có điều kiện, có tiền bạc, mà người ta còn phát tâm đi tu để cầu giải thoát. Vậy thì mỗi một người chúng ta sống trong cuộc đời này, khi mình ngoài đời mình thấy mình nhiều thứ cái khổ đau, nên mục tiêu mình đi tu của mình là mục tiêu cũng cầu giải thoát.
Mà giải thoát cái gì? Sự chói buộc nhất là trong cuộc đời này, từ gia đình, từ vợ, từ chồng, từ con, từ cháu, của cải. Không có thì muốn đi tìm cho có, mà có rồi thì cũng khổ để giữ gìn. Có những người không có chồng thì cầu Phật Bồ Tát cho thằng chồng, mà khi có thằng chồng rồi thì sợ mất thằng chồng, rồi ghen thằng chồng, đúng không? Có những người nam không có vợ thì có khi cũng đi đến chùa để cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con có một con vợ nó được được một chút, cao cao một chút, đừng có lùn quá. Mà khi có vợ được được một chút thì nó đi đâu cũng lo, rồi ghen. Thế thì thấy cái sự chói buộc đó chưa? Đó là nói đơn giản dễ hiểu đó, sự chói buộc. Nên mỗi một người mình nghe đạo là để cỡ mở cái sự chói buộc. Nhớ nghe, cỡ mở cái chói buộc là giải thoát. Nó giải thoát không phải là nói đến cặn tử nghiệp mình phải gì cực lạc gì đâu, mà trước nhất là ở cái cõi này mình cỡ mở được cái chói buộc. Mình vẫn sống với nó bình thường, nhưng mà mình hiểu được và được cỡ mở cái sự chói buộc đó ra. Đây là cái quan trọng. Nhớ. Nên mỗi một người mình đến chùa, mình tu tập, nó cực kỳ quan trọng luôn là mình được nghe Phật Pháp. Mình được nghe Pháp á, quý vị coi như Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài là người trong hoàng cung sống có kẻ hầu người hạ. Vì mà khi người ta đi tu khổ cực cỡ nào cũng quyết tâm tu, tu cho bằng được. Còn mình mà tu hành mà ai động mình cái là mình bỏ chùa đi về. Cái tâm tu mình với người ta là hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn quý vị. Nên Bác Hồ người nói một câu hay: không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Cái quan trọng là quyết chí. Quyết chí là thành công. Quý vị coi hồi đó mà những đức mà ngồi một mình nói chuyện, mà đặt cái máy quay phim quay, ngồi mình nói chuyện mà đặt cái máy quay phim quay, mà quay viết rồi, nói chuyện viết rồi, tự nhiên mình bây giờ quen luôn. Mình ngồi trước công chúng mình nói chuyện luôn, là do nó quen, là quyết chí làm được đó, thấy chưa? Còn nếu như mà làm thời gian bỏ cuộc, làm sao mà thành công được đây? Nên cái gì cũng có cái khó của nó. Gặp cái khó nó mới ló cái khôn. Nhớ nghe, sống trong cuộc đời này gặp cái khó ló cái khôn. Trong cuộc đời mình, ví dụ như mình dấp vô chỗ đó nó khổ, mình thấy nó khổ, thoát ra. Mình nhào vào một người đó khổ, có cơ hội nhảy ra. Hiểu chưa? Giống như có cái bà này, khi chồng bà vừa mới chết, bà khóc, trời ơi bà khóc, đừng có nói nữa. Bà khóc mà muốn choi cái quan tài. Vậy mà chưa qua 49 ngày, vậy mà bà lôi cái thằng thằng nữa. Kinh chưa? Rồi một thời gian cái người ta mắc tính tâm với bà hết luôn, vì bà biết tu. Xong người ta mắc tính tâm với bà hết, rồi thời gian bà với người đó cũng chia tay luôn. Vì thấy dù là học Phật đó, nhưng mà mình vẫn phải bị nghiệp duyên lôi kéo dính vào cái khổ. Nên trong cái cuộc đời này có những cái mình thoát ra được, thoát ra đi, đó là giải thoát đó. Có những cái thoát được thì thoát đi. Thí dụ như mình dính một người nào đó, mình khổ, mình bận tâm, mình nặng nề quá, mình thoát ra đi, cơ hội thoát là được thoát đi, chứ đừng có nhào vô nữa làm chi. Những đức nói trong cái cuộc đời này không có một cái gì quan trọng bằng là chúng ta nuôi cái tâm giải thoát của mình. Này là cái quan trọng nhất cuộc đời.
Nuôi cái tâm giải thoát cho mình là quan trọng nhất, đúng không? Nuôi cái tâm giải thoát cho mình là quan trọng nhất. Còn mình không nuôi cái tâm giải thoát cho mình thì còn nói gì nữa cho nó mệt, xa vời chứ. Có những người, người ta ngoài đời mà người ta nghe pháp, người ta niệm Phật thôi, vậy mà người ta an lạc, người ta bình yên, người ta vui vẻ. Mình trong chùa là được sự hỗ trợ quá lớn, mà mình tu mà không an lạc vui vẻ được là tại mình. Nên có những cái mình không cần dính thì đừng có dính. Đừng có nói rằng cái đó là tạo công đức phước duyên gì lớn. Phước duyên lớn mà không vui vậy chứ phước duyên lớn làm gì? Thà tôi phước nhỏ mà tôi vui còn ngon hơn phước lớn mà không được gì. Không vui là không được gì, đúng không? Bây giờ nói như mình làm một việc gì đó lớn lao, công đức vô lượng, công đức vô lượng, mà mình ngồi đâu mình cũng căng thẳng đầu óc mình chân thì làm gì? Đó không có phước lớn gì đâu quý vị à. Nhưng đức nó thiệt đó. Thí dụ như bây giờ những đức đây làm bao nhiêu việc gì, có những người người ta lo được cho những đức, thấy không? Ta lo cho những đức mà người ta lại phiền não, phiền não tối ngày. Những đức nói rằng gán đi, lo cho tôi là công đức lớn dữ lắm á, mà phiền não mỗi ngày. Nếu như đặt vai trò những đức vào người đó, những đức sẽ nói một câu gì? Dạ con vẫn biết tho lo cho thầy là công đức lớn, nhưng con phiền não quá thầy ơi, con xin công đức này trao lại cho người khác đi, con xin hưởng công đức nhỏ mà sống những ngày tháng vui vẻ an lạc. Hiểu chưa? Cái công đức phước duyên nó nằm trong tự tánh của mình đầy đủ hết trơn. Chỉ cần trong lòng của mình làm việc gì mà tâm trạng mình nhẹ nhàng thoải mái thì nó hiển lộ công đức phước báo. Chứ không phải là nó làm cái gì đó lớn quá rồi nó mới là công đức lớn đâu, mà là do gì mình sống trong cuộc đời này. Việc này mình làm được. Âm thanh bắt nhỏ lại một chút. Việc này mình làm được nên á mình mới làm. Việc này mình giúp chúng sanh được thì mình mới giúp. Hiểu không? Còn nếu như mình làm không được, mình cứ niệm Phật đi. Mình làm gì nhỏ nhỏ cũng được, có gì đâu. Cho lôi ra lớn làm chi, cho nó khổ. Ví dụ những đứa bây giờ còn sức khỏe làm được thì những đứa làm. Chứ mai mốt lớn tuổi làm được thì làm lớn làm chi, cho người khác làm. Nên cái công đức phước báo nó nằm trong tự tánh hiển lộ. Chỉ cần một cái tâm mình sống, mình làm cái việc gì mình cũng nhẹ nhàng, mình an lạc, mình tự tại thì đó là công đức phước báo lớn. Nhớ nghe, đây là cái quan trọng á. Còn mình mà có duyên mình làm được mà mình lại không làm thì đây là cái tâm mình trốn chạy, không đúng. Mình làm được mà mình không làm, còn mình làm không được thì đừng có phan duyên. Đã làm không được thì đừng có phan duyên, mà làm được thì đừng có bỏ cuộc, làm tới cùng. Đó là cái lương tâm những đức đó, cái lương tâm những đức sống vậy đó. Quý vị coi một năm nay những đức tổ chức bao nhiêu chương trình chưa? Chưa hết năm bao nhiêu chương trình những đức tổ chức chưa? Đó là làm được. Còn nếu làm không được thì thôi, làm không được thì thôi. Đó nên mỗi một người mình, quý vị đừng có chi cầu cái công đức phước duyên lớn mà lại sanh phiền não. Nên Đức Phật giác ngộ là chỗ nào người ta khổ người ta thoát ra. Cái người tu hành của mình nó không có đo lường tính toán trước được, nhưng mình gặp cái gì trở ngại mình thoát ra, cái gì trở ngại mình thoát ra. Có nghĩa là đụng cái gì trở ngại mình thoát ra. Nó giống như gặp bệnh thì cho thuốc, nhưng mà mỗi ngày nhắc mình bằng câu Phật hiệu. Cái tâm gầy dựng, cái tâm giải thoát là việc cực kỳ quan trọng. Nhớ cái tâm giải thoát là việc cực kỳ quan trọng. Nên chúng trong chùa nhớ nè, mục tiêu của mình đi tu là để cầu giải thoát. Giải thoát là cỡ mở những cái buồn khổ trong cõi lòng ra, cỡ mở những cái buồn khổ trong cõi lòng ra.
Mục tiêu nhắm mục tiêu đó mà để tu học. Rồi buồn giận ai thấy nó nặng nề quá, cỡ mở ra. Vì cái việc này nó không có lợi ích. Khi buồn giận người mình khổ lắm. Hoặc là mình lo cho ai, mình thương ai, mình lo cho ai quá trời. Thật sự mà nói với vị, mỗi một con người nên tập mình biết lo cho mình đi. Còn cái gì mình lo cho người ta được thì mình lo. Chứ mình đừng có bận tâm của một con người đang chạy ngờ ngờ. Tại vì cái chuyện đó mình muốn lo cho họ cũng không được. Nên mình để cho họ, lo cho họ. Còn mình tốt nhất là lo cho mình. Tốt nhất là lo cho mình. Nhiều người làm cha làm mẹ lo cho con cả đời mà lo không xong. Lo cho con cả đời mà lo không xong. Cứ lo hoài luôn, lo không xong. Giống như có bà cô kia hôm qua nhà Đức gặp, bà nói một câu vậy nè: dạ thưa thầy, con ăn chay niệm Phật chồng con không cho, con phải ăn mặn lại. Mà thầy biết mỗi lần con niệm Phật con vô đâu niệm Phật không thầy? Vô nhà vệ sinh, trốn trong đó niệm Phật, chắp tay niệm Phật, thành tâm niệm Phật mấy chục câu rồi bước ra. Xin hỏi thầy được không thầy? Nó sớm được. Trời ơi, cái tâm của ta thành tâm thành ý đến mức bây giờ sống với thằng chồng mà nó không cho tu, nó không cho niệm Phật, nó gặp niệm Phật là nó quýnh. Mà bây giờ người ta vô tới nhà di sinh, người ta đóng cửa lại mà ta chắp tay ta niệm Phật. Những đức nói Phật sẽ gia hộ cho cái người này nè, cái người này niệm Phật giảng sanh đó. Vì trong cái khó cực kỳ mà ta tu được, làm gì không được. Bây giờ tu ngoài nó không cho, đến chùa nó không cho, mà vô nhà vệ sinh cũng không được nữa, vậy nghỉ tu hả? Đúng không? Phật pháp nó thông tình đạt lý vậy à, thông tình đạt lý. Còn mình ở trong chùa mình dễ gì mà mình không chịu niệm Phật, là do tại mình. Bây giờ mình trong chùa niệm Phật có ai la mình không? Ai mà la cái người niệm Phật đó là cái người này ba trợn, cái người này bị thần kinh si cầu que, nghe chưa? Trời ơi, người ta niệm Phật, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nên mình đi vô chùa nghe, mình làm gì làm nghe, mà mình mà không lên chánh điện mình tu là nó vô vị á, nó không có hương vị á, lạ lắm. Ngộ thay mình ở trong chùa nghe, mình làm bao nhiêu việc mà quý vị không lên chánh điện, quý vị tu vì chống vắng lắm á. Và lâu ngày cái tâm mà giải thoát bị mất luôn, tâm giải thoát nó mất luôn á. Nên những người mà làm công quả nhiều quá đó là phải siêng niệm Phật, phải cực kỳ siêng niệm Phật, đeo cái máy niệm Phật để cho người, phải siêng niệm Phật. Nó làm cái gì mà rảnh nó ngồi xuống một cái nghe, Ai Di Đà Phật, 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 niệm liền. Cái câu Phật hiệu đó giúp cho mình phát tâm rộng lớn lên. Còn nếu như mình mà không niệm Phật đó nghe, cái tâm mình nó giải đãi, nó mất cái tâm giải thoát là phiền não nó kéo nó ập lại cái trở tay không kịp. Phiền não nó kéo lại nó ập một phát là trở tay không kịp. Nên mình tu á, cái quan trọng mình lên được chánh điện mình tu á, nó có cái lực chúng dữ lắm. Đông vậy thì nghĩ đi, tu nó có lực dữ lắm. Nên mình mỗi người, nhất là các cụ lớn tuổi nghe, như hôm qua bên chùa mới có bà cụ ở mắt, không lớn tuổi gì mấy đâu, nhìn thấy còn khỏe còn trẻ lắm. Chết là chết rồi thấy chưa. Nên con người mình vô thường lắm quý vị ơi. Ôi ơi, chạy đôn chạy đáo lo đầu này đầu kia, đến khi cơn vô thường đến bất tử một cái trở tay không kịp, trở tay không kịp đó, rồi uổng một đời của mình đó quý vị. Nên mỗi người dù trẻ hay già những gì, cái việc siêng niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Siêng niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng luôn. Đây là việc quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, là người tu tịnh độ là quan trọng nhất rồi đó. Hồi sáng gặp một cái cô kia, cô làm ăn lớn cũng như danh nhân. Cô đến cô gặp, cô nói rằng rõ ràng tiền bạc không giải quyết được vấn đề. Con nào là đất đai, sự nghiệp, nhà cửa đầy đủ quá trời luôn,
vừa đi khám bệnh. Bác sĩ nói con bị ung thư rồi thầy ơi. Bây giờ người ta kêu phải xạ trị, trị bệnh đồ, làm đủ cách, mà cũng nghe được mình giảng pháp. Bây giờ con hỏi thầy là con phải làm sao đây? Đến lúc đó, đụng chuyện rồi, mỗi ngày không rèn cái tâm giải thoát, đụng chuyện à, đớ người, mặt mày xanh xao vàng giọt hết, ghê không? Nhưng Đức mới kể mấy câu chuyện, như Đức nói có những người ung thư mà người ta giữ cái tâm trạng như một cái cô kia, cô hình như là nhà báo, mà tự nhiên đang khỏe bình thường, nó liệt một cánh tay bên này, nó liệt bên luôn, rồi cái miệng nó méo bên luôn nha. Vậy đó. Rồi xong gia đình cô nói một câu vậy nè: tu hành gì mà bệnh đau rồi bị thấy ghê. Nói bà quá trời luôn, giống như bà bị cú sốc luôn. Điện thoại cho Nhân Đức. Nhân Đức nói: sao cô không lên chùa cô niệm Phật đi, cô ở nhà chi bị đột hoài mất công, lên chùa niệm Phật đi. Nhân Đức nói: bảo đảm nếu như cô mà miêm mặt cô lên cô tu một tháng có sự thay đổi. Đừng nói một tháng, mới có hai tuần thôi. Bà hỏi Nhân Đức là bây giờ con bị gì, cách nào để trị liệu hay nhất? Nhân Đức nói: cười. Cười là một phương pháp trị liệu hay nhất khi mang bệnh, và cười là một phương pháp để hóa giải buồn. Nhớ nghe, cười là một phương pháp để hóa giải buồn. Và người thường cười là người có một khả năng tích cực rất cao. Tích cực rất là cao. Sáng nào ăn cơm xong những đứa cũng chọc cho đại chúng cười. Bà vô trong cái hội chúng đó, ngày nào bà cũng được cười, ngày ba buổi. Và thường an lạc tâm. Hai tuần sau, cái miệng bà với cái tay của bà bị liệt, quý vị, giảm 70%. Kinh khủng không? Đó. Tại vì sao như nó tự tin dữ vậy? Vì chùa mình rất nhiều bà cụ già cái bị méo miệng, mà như nó chỉ có chọc bà cười thôi, vài ba tuần là bà hết méo miệng à. Cực kỳ hay luôn. Nên quý vị thử đi, con người quý vị mà xấu gì xấu nghe, mà quý vị an lạc tâm, vì niệm Phật, vì cười nhiều đi, rồi quý vị sẽ thấy hoàn toàn quý vị sẽ thay đổi sắc diện liền. Xấu cỡ nào xấu từ từ nó cũng đẹp nữa. Còn đẹp nó càng đẹp thêm. Còn đẹp mà nó mỗi ngày buồn, không cười, là mai mốt nó xấu như con mắm vậy. Biết con mắm không? Có ai ăn mắm chưa? Biết con mắm nó xấu cỡ nào chưa? Nó thả tơ te tua mà còn đen thui. Con mắm á, mắm ruốc á. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình á, sống trong cuộc đời này hạnh phúc nhất là gì? Là cười. Chắc chắn quý vị luôn. Nên những Đức nói bây giờ là đề xướng cái việc là con người phải thường cười, niệm Phật gương mặt tươi vui, thường vui vẻ, dù trong bất cứ cảnh ngộ nào con người này cũng phải tập phấn chấn lên. Những Đức nói cái khổ gì trong cuộc đời này, nghe quý vị, cái khổ gì trong cuộc đời này, rồi cuối cùng 100% quý vị đều có lối thoát hết. Nói là 100% luôn á, bất cứ một cái khổ gì trong cuộc đời này đều có lối thoát hết. Gần chết cũng có lối thoát, chồng bỏ cũng có lối thoát, vợ bỏ cũng có lối thoát, cha con cái bỏ cha mẹ cũng có lối thoát. Có nghĩa là trong cuộc đời này quý vị đang giàu mà bị giật của, bị của cải, bị mất sạch, bị ta giật hết luôn, vẫn có lối thoát. Đòi hỏi bạn có chịu thoát hay không. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả người trong chùa mình ai cũng tính nguyện niệm Phật, để đời này phải sanh cực lạc. Bây giờ như Đức đọc 12 lời đại nguyện, vì đọc theo nè, để người sống hay người chết gì cũng nên phát nguyện, để đời này niệm Phật cầu sanh cực lạc nha quý vị.
Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hoan nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Nên tất cả chúng ta đều phát nguyện niệm Phật sanh Cực Lạc, và tất cả chư hương linh vì nghiệp phá thai hay cửu quyền thất tổ ông bà chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp cũng nên phát nguyện niệm Phật sanh Cực Lạc. Và nhất là trong tháng 7 này, tháng 7 gọi là giống như mở cửa địa ngục đó quý vị. Nên nhiều người người ta trong tháng 7 nó đi tu nhiều lắm, gọi là xá tội vong nhắn. Nên chúng ta đều có ông bà cha mẹ, nên mỗi một người chúng ta được trong chùa gì quý vị nên siêng năng niệm Phật, nhiệt tình công quả, hết lòng vui vẻ hoan hỷ để phục vụ chúng sanh. Chúng ta mỗi ngày đều đem công đức nguyện cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống, và cầu siêu cho tất cả ông bà cha mẹ của quyền thất tổ đời này nhiều đời nhiều kiếp mà chết chưa được siêu thoát, cầu mong cho họ được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.